liệu Trấn Thành có vượt qua được cái thử thách này hay không? Nè anh Đại Nghĩa, tôi nói cho anh nghe, mặc dù tôi không phải là cùng bò cạp, nhưng mà tôi nói cho nghe, khi mà anh đã thách thức tôi trước bao nhiêu người, tôi sẽ làm lại đi ra cái điều anh, mà tôi sẽ làm cho thiệt là đã cho anh coi nha. Được. Vậy thì bây giờ tất cả mọi người chúng ta hãy cùng xem thử cái người mà không phải ở cung bò cạp này. Tôi cạp cho tôi bò cho anh coi nè. Cạp đi, bò đi. Và hãy chích thật đau vào. Bây giờ đấy, tôi không phải là cung bò cạp, nhưng mà tôi sẽ hát cho anh nghe khi mà anh đã sử dụng tôi trước bao nhiêu con người như vậy hả? Rồi thì bây giờ hát đi. Bây giờ hát đi, hay là bây giờ mình cứ đứng mình nói hoài. Bây giờ mình cứ bò, mình cứ cạp hoài. Một bài hát có hết tên những thí sinh này đúng không? Đúng. Rồi. Cho tôi 3 giây để bò cạp, 3 giây để bò và cạp. Rồi. Ok, từ từ. 1, 2, 3, hết giờ. MC Đại Nghĩa Quán Gia, tôi là người chiến thắng. Thanh Duy, Lý Hùng, ai nấy đều sung vô cùng. Tiếp. Tà Thu Hương, Kim Dung, Phạm Thành và Kha Ly rất xinh. Còn người thế nữa. Là đã hết. Còn người nữa. À quên, còn Hà Linh Tinh. Xin cảm ơn Trấn Thành. Một bài hát bạn gom đủ tất cả những gương mặt nghệ sĩ đang có mặt tại đây. Và hy vọng rằng đêm nay Trấn Thành... Tôi là cung bọ cạp. Biết rồi, cung bọ cạp. Mà lần đầu tiên thấy một con bọ cạp mà nó rực rỡ đến như vậy. Con bọ cạp này like con tắc kè. Và hãy xem Trấn Thành ngày hôm nay thể hiện vai trò của một vị giám khảo khách mời, người cầm cân nảy mực như thế nào nha. Một tràng pháo tay to nữa dành cho các thí sinh cũng như giám khảo khách mời của chúng ta. Mời các bạn, chúng ta hãy quay trở về vị trí của mình để bắt đầu đến với phần thi đêm nay. Xin mời các bạn. Has a price.